Võ Lâm Channel kính chào tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Sau đây, mời các bạn tiếp tục đến với phần 11 của bộ truyện Thiên Long Tỉnh Sử, tác giả Nguyễn Thị Bích Nga. Mời các bạn cùng theo dõi. Ăn mày mê gái, siết chặt vòng tay quanh người cô bé Quậy Từng, chàng run giọng lên: "Muội à, hai đứa mình đừng bao giờ rời xa nhau hết nhé." Cô bé Quậy Từng gật đầu, giọng nàng nghe thật nũng nịu: "Dạ, hai đứa mình sẽ yêu nhau mãi mãi nha huynh." "Ừ, nhưng mà muội đẳng cấp bao nhiêu rồi?" 64 rồi huynh. Hôm kia muội làm xong nhiệm vụ xuất sư rồi, mệt gần chết luôn." Đột nhiên ăn mày mê gái buột miệng nói ra điều mà trong đời chàng, chàng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Đó là lời cầu hôn một nữ hiệp Nga Mi. Chàng hỏi nhỏ: "Muội ơi, muội có bằng lòng làm vợ huynh không?" Cô bé Quậy Từng nở nụ cười toe toét: "Bằng lòng, nhưng huynh định cho muội bao nhiêu tiền?" 500 vạn nha, chịu không nà?" Cụt hứng, ăn mày mê gái dẫy nảy lên: "Trời, lấy đâu ra 500 vạn đưa muội? Huynh là đệ tử cái bằng mà, muội không nhớ hả?" Cô bé Quậy Từng bĩu môi: "Thôi đi, xạo quá à. Vụ bánh trung thu vừa qua huynh kiếm được bao nhiêu tiền? Muội nghe nói nhiều người kiếm tiền như trúng số vậy đó, có người nhảy tọt lên chức phú hộ luôn. Muội đây mà còn kiếm được 70-80 vạn nữa nè." Ăn mày mê gái nhăn nhó: "Huynh là dân ăn mày nên nghèo lắm, thôi muội bớt cho huynh đi. Huynh muốn cưới muội làm vợ thiệt mà, lấy ai cũng vậy, muội lấy huynh làm phước." Cô bé Quậy Từng suy nghĩ một lát rồi ra giá: "Bớt xuống còn 300 vạn lượng bạc nha." "Bớt nữa đi cưng, 200 vạn đi cưng. Nếu cưng đồng ý 200 vạn, huynh chung tiền liền cho cưng." Cô bé Quậy Từng làm bộ đắn đo thêm chút xíu nữa rồi gật đầu: "Ok, đồng ý, chung tiền cho mỗi đi huynh." Lúc này mưa đã tạnh, ăn mày mê gái hăng hái kéo tay nàng ra khỏi ngôi miếu hoàng: "Đi với huynh đến Giang Tân Nghen, tụi mình gặp Nguyệt Lão xin cưới nhau luôn. Cưới xong là huynh chung tiền muội một cái rụp." "Ok." Đôi trai tải gái sắc hớn hở rủ nhau đi Giang Tân thôn. Chỉ vài phút sau, giới nhân sĩ võ lâm nghe tiếng loa thông báo từ trong dinh thự của Nguyệt Lão vang xa: "Loa loa loa, để chúng ta cùng chúc mừng hiệp khách ăn mày mê gái sánh duyên cùng cô nữ hiệp cô bé Quậy Từng. Chúc tần làng và tân gia nhân vĩnh kết đồng tâm, bách niên giải lão. Loa loa loa, thông báo đám cưới này được phát ra đến tận 3 lần để khắp cõi giang hồ cùng nghe thấy và cùng chung vui với cặp vợ chồng mới cưới. Từ nay trên bước đường phiêu bạt giang hồ, họ sẽ luôn sát cánh bên nhau để cùng giúp nhau kéo đẳng cấp lên. Cầu mong cho họ hạnh phúc của họ sẽ kéo dài mãi mãi." Khoảng giữa trưa, chiếc gương nhỏ cầm thanh kiếm cưỡi ngựa vào trong kê quán động để luyện công. Một mình giữa hang động đầy âm thanh báo gầm cọp giống, đôi khi nàng cũng cảm thấy sợ hãi và cô đơn. Nhưng vì tính tình nhút nhát nên hiếm khi nàng dám lại gần những người lạ mặt. Nếu không quen biết nhau, nàng có thể bị cửu sát hoặc đổ sát bởi bất cứ ai có đẳng cấp cao hơn. Về sự cố này thì nàng bị hoài.
Danh sách cửu nhân của nàng dài đến cả chục tên, toàn là những người lạ hoắc lạ hùa mà nàng chưa một lần quen biết. Tự nhiên họ cưỡi ngựa đi qua mặt nàng rồi ra tay đổ sát. Tự nhiên nàng cảm thấy mình bị trọng thương, hết máu, phải về thành dưỡng sức. Tự nhiên họ đòi PT với nàng, nàng từ chối. Thế là họ tung chưởng ngay. Trong chốn bụi trần này, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Cách đây vài ngày, chiếc gương nhỏ thực hiện xong nhiệm vụ đẳng cấp 30 của môn phái Nga Mi. Để làm nhiệm vụ này, nàng phải chạy ra hồ Ngạc Ngư ở phía sau tổng đàn môn phái Nga Mi, tìm giết cá sấu chúa, cứu một con hỏa hổ dùng cho sư thái Ảnh Tuyết tiên tử Mục Vân Tử. Đi tìm tọa độ trên bản đồ là điều mà chiếc gương nhỏ ghét nhất. Nàng không hề có khiếu định hướng. Với tung độ đó, hoành độ đó, người khác tìm ra vị trí dễ dàng. Còn nàng đánh vật với cái bản đồ suốt 3 ngày trời mới xong. May là lần này, chiếc gương nhỏ tìm ra cá sấu chúa chỉ trong vòng 2 ngày thôi. Cứu xong hỏa hồ mang về, nàng được sư thái phong làm Bạch Liên tiên tử và được học tuyệt chiêu Tứ Tượng Đồng Quy. Nếu thích, nàng có thể ở lại hồ Ngạc Ngư luyện công tiếp. Cá sấu ở đây tương đối nhiều, chúng bò lổm ngổm như lũ kiến lửa bò trên mặt đất. Giết xong một con cá sấu, nàng nhận được liền 280 điểm kinh nghiệm. Nhưng phải giết 5-7 con cá sấu tiếp theo, nàng mới có cơ may lượm thêm 200 lượng bạc. Chà, kiếm tiền kiểu này coi bộ cũng hơi oải. Nghe lời vài người trong môn phái mách bảo, chiếc gương nhỏ trở về thành đô phủ, đi xa phu đến Tương Dương phủ, rồi cưỡi ngựa một mạch vào trong kê quán động để luyện công. Tại đây, cứ giết xong một con cọp hoàng viêm hổ, nàng nhận được 365 điểm kinh nghiệm. Và chỉ cần giết 2 hoặc 3 con báo đốm là ngân lượng rơi ra như mưa. Nhiều người nói với nàng, cứ bám trụ ở đây mà luyện công, lên tới đẳng cấp 40 luôn cũng được. Nàng thấy họ khuyên bảo cũng có lý. Đi sâu vào bên trong, chiếc gương nhỏ gặp một nhóm đạo sĩ thối võ đàng, cả nam lẫn nữ, với những tà áo xanh bay phấp phới trong ánh sáng huyền ảo thật đẹp mắt. Người nào cũng thuộc loại cao thủ võ lâm, nghĩa là đẳng cấp từ 50 trở lên. Cá biệt có những người cưỡi con ngựa màu trắng xám, thuộc loại ngựa túc xương cấp 9. Những người đó hẳn phải là có đẳng cấp rất cao. Nàng vừa định lảng đi chỗ khác thì một người mang tên Dầu Bạc gọi lại. Chiếc gương nhỏ ơi, lại đây luyện công với huynh này. Trong nhóm, mọi người nên gọi Dầu Bạc là đại sư huynh mới đúng, bởi hình như chàng có vẻ cao niên nhất tại đây. Chàng chạc tuổi U30, mặt mũi đứng đắn, tính tình mực thước và điềm đạm. Chiếc áo đạo bào màu xanh nhạt được thêu rồng thêu phượng, ngay giữa ngực là một hình tròn biểu tượng bát quái, tạo thêm nét phong lưu và tao nhã cho chàng. Điểm đặc biệt của Dâu Bạc là chỏm râu cằm đen nhánh, được nuôi dài khoảng 5 phần chứ không ít đâu, và được vuốt kèo bóng nên nó kết túm lại và nhọn hoắt. Chân gương nhỏ ngần ngại nhìn Dâu Bạc giày lát rồi trả lời, dạ thôi. Dâu Bạc ngạc nhiên thật sự. Chàng giơ tay vuốt chỏm râu đen nhánh trước khi hỏi tiếp, ủa sao vậy muội, vào nhóm luôn cho đông vui. Dạ tại muội mới đẳng cấp 31 hả, muội không dám. Dâu Bạc bật cười, trời tưởng gì, vào nhóm với huynh đi, huynh kéo muội lên đẳng cấp 40 luôn ha. Một sư tỷ
tên thiên thần bóng tối, vỗ tay đổm đốp. Sáng giờ tôi mới nghe được tiếng cười của dâu bạc đó, muội đúng là vận may của cả nhóm. Thôi cứ ok đại đi muội ơi, cho anh ta cười ha hả hoài, khỏi ăn cơm trưa, đỡ tốn tiền luôn. Cả nhóm cùng nhau nhau lên, vui vẻ khiến chiếc gương nhỏ khó lòng chối từ. Nàng đồng ý vào nhóm chung với họ, và chẳng mấy chốc, nàng thấy điểm kinh nghiệm của nàng tăng lên vùn vụt. Vào chung một nhóm cũng có cái hay, cũng có cái dở. Đó là những hiệp khách lười biếng luyện công, chỉ thích đi theo sau lưng người khác để ăn ké điểm kinh nghiệm. Bởi vậy, thỉnh thoảng dâu bạc phải lên tiếng nhắc nhở. Mỗi người đánh riêng một con, đừng súng lại đánh chung với nhau, lâu lên kinh nghiệm lắm. Khỏi cần dâu bạc nhắc nhở, chiếc gương nhỏ cũng không dám lại gần họ, chứ đừng nói gì đánh chung với họ. Thế là nàng đi loanh quanh tìm giết những con cọp đứng riêng lẻ một mình, không thấy bóng dáng chiếc gương nhỏ đâu. Dâu bạc bèn khùng tay làm loa thét vào tần số đội ngũ: chiếc gương nhỏ muội đâu mất rồi? Nghe gọi tên, nàng cũng trả lời vào tần số đội ngũ: dạ muội đây nè. Lại gần chỗ huynh đi, đừng có đi vẩn đi vơ nữa. Dạ. Nàng phóng ngựa tới gần vị trí dâu bạc, nhưng cũng không dám lại gần lắm, vì thỉnh thoảng chàng ta lại thét to lên: mỗi người đánh riêng một con, đừng xúm lại đánh chung với nhau, lâu lên điểm kinh nghiệm lắm. Mỗi lần nghe dâu bạc quát tháo như vậy, nàng lại lảng ra xa hơn một chút, một chút, một chút, và rồi mất hút. Vài phút sau, nàng giật mình nghe tiếng dâu bạc oang oang điệp khúc cũ trong tần số đội ngũ: chiếc gương nhỏ muội đâu mất rồi? Dạ muội đây nè. Trời, huynh nói mà muội không chịu nghe lời hả? Sao muội không lại gần chỗ huynh mà cứ đi vẩn đi vơ hoài vậy? Chiếc gương nhỏ bị la oan, nàng chớp chớp mắt vì tủi thân: dạ đâu có đi vẩn đi vơ đâu, tại huynh biểu mỗi người đánh riêng một con, mà gần chỗ huynh chẳng có con nào hết, muội phải chạy đi chỗ khác tìm một con chứ. Dâu bạc lại bật cười: trời, huynh nói người khác, không có nói muội. Thôi, lại gần chỗ huynh đi, huynh với muội đánh chung một con nè. Dạ. Nghe vậy, những người khác nhao nhao phản đối. Lý mặt u sầu ré lên: à, ông này chơi không công bằng nha ông. Thiên thần bóng tối lầu bầu: ông bắt mỗi người đánh riêng một con, còn ông đánh chung với người đẹp hả? Công tử bạc liêu làm bộ giận dữ: đừng dành cô bé Nga Mi cho riêng phần ông nhà ông nội, cô bé Nga Mi là của chung cả nhóm luôn. Nhưng bách chiến bách thắng làm bộ cau mày, nhìn vào mặt từng người rồi lắc đầu phê phán: thôi đi mấy ông bà, tụi mình toàn là đạo sĩ thối, thế độ hết giáo, ai thả dê được thì cứ thả dê đi, cha dâu bạc thả dê thoải mái đi. Nghe vậy, dâu bạc ngửa mặt cười còn to hơn, rồi chàng nghiêng đầu nói lầm thầm với chiếc gương nhỏ: kệ họ muốn nói gì, kệ thấy họ đi, muội cứ đi theo sau huynh nha. Giọng nói của dâu bạc có sức thuyết phục đến mức chiếc gương nhỏ chỉ còn biết dạ thôi. Vài phút sau, dâu bạc dùng điện thoại di động gửi tin nhắn cho nàng. Chắc chàng không muốn người khác biết đây mà, chàng bấm phím: muội ơi, muội có muốn trở thành bạn trai của huynh không? Nghe vậy, chiếc gương nhỏ hết hồn: trời đất, sao huynh ấy có lời đề nghị đột ngột như vậy hả? Hai người mới gặp nhau chưa được một tiếng đồng hồ mà. Nàng cũng dùng điện thoại di động gửi tin nhắn lại cho chàng:
Làm kiểu này, người thứ ba không nghe được họ đang nói gì với nhau. Nàng bấm phím trả lời. Dạ không. Cho huynh biết tại sao đi. Tại vì muội có bạn trai rồi huynh à. Trời, ai vậy muội? Người đó môn phái gì? Thiếu Lâm hả? Dạ không, huynh ấy tên là Thiên Long, cũng theo phái võ đang như huynh đó. Dâu bạc thở ra một tiếng dài thườn thượt. Hình như những ngón tay chàng bấm phím chậm dần đi. Huynh không có biết người đó. Vậy thôi, dẫu sao cũng huynh đệ cùng môn phái. Chứ nếu đó là một lão đầu trọc Thiếu Lâm, thì huynh nhất định phải đổ sát đó 100 lần mới hả giận. Muội không chịu làm bạn gái của huynh, vậy muội có chịu làm em gái của huynh không? Dạ, em gái thì được. Dâu bạc bèn cất điện thoại di động vào ống tay áo, chuyển sang tần số đội ngũ và thông báo to với cả nhóm. Tôi chuyển chủ nhóm cho công tử Bạc Liêu nha. Tôi đưa em gái tôi đi dạo mắt một chút. Công tử Bạc Liêu kêu lên với vẻ đầy phẫn uất. Ê ông, đừng dẫn em gái ông sang Giang Tân thôn nghe ông. Dâu bạc cười hề hề. Nói bậy nào, em gái tôi thiệt đó. Thôi anh em mình đi muội ơi. Tưởng đi chơi đâu, thì ra dâu bạc bỏ tiền thuê xa phu, dẫn chiếc cương nhỏ sang Ba Lăng huyện. Rồi sau đó, chàng cũng thuê xa phu, đưa nàng sang Nam Nhạc Trấn. Tại đây, hai người đến gặp Tĩnh Đốc Thiền Sư, tặng ông ta 3.000 lượng bạc, để hai người xin kết nghĩa huỳnh muội với nhau. Từ nay, dâu bạc và chiếc cương nhỏ chính thức là anh trai, là em gái của nhau, và được cả triều đình Trung Nguyên công nhận. Tên chàng nằm trong danh sách thân nhân của nàng, và ngược lại, tên nàng nằm trong danh sách thân nhân của chàng. Trên đây các bạn vừa đến với phần 11 của cuốn tiểu thuyết Thiên Long Tình Sử. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 12 vào tối ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.